Far Cry 5 được phát triển bởi Ubisoft, phát hành vào ngày 27 tháng 3 năm 2018. Tựa game xoay quanh cuộc hành trình đầy căng thẳng của một nhóm cảnh sát đi truy bắt tên cầm đầu của một nhóm tà đạo có tên là Project Ut Eden The Gate. Giáo phái này đã lớn mạnh đến mức có cả một quân đội riêng và có những hành vi giết chóc tàn bạo khiến người dân địa phương rất phẫn nộ. Khi ra mắt, Far Cry 5 không được đánh giá cao về mặt cốt truyện, nhưng theo mình, game vẫn rất đáng chơi với những anh em thích trải nghiệm thế giới mở. Bởi vì game có rất nhiều nhân vật và nhiệm vụ chính phụ cũng như có liên quan đến tôn giáo, nên nếu có gì sai sót thì hãy bình luận góp ý cho mình ở phía dưới nhé. Ok, let's go. Game lấy bối cảnh tại Hope Country, một vùng xa xôi hẻo lánh tại Montana. Sau khi trên mạng xã hội phát tán những đoạn phim bạo lực của một nhóm tôn giáo tự phát có vũ trang, truyền thông bắt đầu gây sức ép khi chính quyền chưa có biện pháp nào để ngăn chặn. Để đáp lại dư luận, cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ quyết định ký lệnh bắt kẻ cầm đầu Joseph Seed, biệt danh là The Father. Nhóm cảnh sát được cử đi bao gồm đặc vụ liên bang Cameron Burke, cảnh sát trưởng địa phương Whitehouse và hai phó cảnh sát trưởng có tên là Stacy Frat và Joey Hudson. Cuối cùng là nhân vật chính, một phó cảnh sát trưởng vô danh mới nhậm chức, hay bị đùa gọi là Rookie, lính mới. Mình sẽ gọi tắt là Rook. Họ ngồi trên trực thăng bay thẳng đến tổng bộ của PAG. Trong khi Burke rất tự tin thì nhóm người còn lại khá lo sợ, bởi vì họ là người địa phương và hiểu rất rõ sức mạnh của nhóm tà đạo này. Sau khi đáp xuống, họ bị choáng ngợp bởi trước mặt họ là một đội quân tín đồ vừa đông vừa nhiều súng đạn, mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí. Cùng nhau tiến vào nhà thờ, Joseph trách mắng việc họ đến đây phá hủy những gì PEG đã xây dựng nhiều năm nay. Hắn cũng cảnh báo đây chính là dấu hiệu đầu tiên của ngày tận thế và Chúa sẽ không để hắn bị bắt dễ dàng. Mồm thì làm nhám, nhưng hắn không có bất kỳ hành động nào phản kháng và để cho Rook còng tay dẫn đi. Cả nhóm đưa Joseph ra trực thăng trong sự tức giận của các tín đồ. Chúng ngày càng thiếu kiềm chế và bắt đầu lao vào giật người. Burke đã phải nổ súng và khổ sở gạt chúng ra khỏi trực thăng. Tuy nhiên, có một tên đã liều chết nhảy vào cánh quạt, khiến cho trực thăng bị rơi. Rook sau đó tỉnh lại bởi tiếng bộ đàm, đó là điều phối viên Nancy từ sở cảnh sát Hope. Cô đang kêu gọi mọi người trả lời, nhưng Joseph đã cầm lấy và nói rằng mọi chuyện vẫn ổn cả. Thật bất ngờ, Nancy là người của hắn cài vào và giờ đây không ai đến cứu họ cả. Joseph tuyên bố bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho tận thế. Bất kỳ ai ngăn cản hắn sẽ bị giết chết. Trong khi Joey bị chúng lôi ra khỏi trực thăng thì Burke nhanh chóng chạy thoát. Rook tuy thoát chậm hơn nhưng vẫn kịp cắm đầu chạy vào rừng. Sau khi vào được một căn nhà ven rừng và hội ngộ với Burke, họ dự định tới thị trấn gần nhất để gọi quân đội xin cứu trợ. Tuy nhiên, PAG đã đuổi tới, khiến họ phải chống trả tìm đường thoát thân. Cả hai cướp được một chiếc xe bán tải và bị chúng dí sát phía sau. Khi băng qua một cây cầu thì họ bất ngờ bị một chiếc máy bay ném bom xuống, khiến chiếc xe bị văng ra khỏi cầu và rơi xuống sông. Burke thì bị chúng bắt, còn Rook được một người đàn ông kéo lên bờ và mang về nơi trú ẩn. Ông ta tự giới thiệu mình là Dutch, một cựu chiến binh. Ông cho biết Joseph đã phát triển PAG được khá lâu và hắn tự đề ra lời tiên tri gọi là The Collapse, nói về một ngày tận thế. Chúng đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng và chỉ cần chờ một tín hiệu, và điều đó vừa xảy ra. Lệnh bắt chính là cái cớ để chúng bắt đầu hành động. Tất cả liên lạc và giao thông từ Hope ra ngoài đã bị cắt và PAG đang ra sức cướp bóc khắp nơi. Dutch hy vọng Rook sẽ là người cứu vãn được tình hình này. Những đồng đội còn sống sót của Rook được chia ra cho ba thủ lĩnh giữ quyền của Joseph. Họ đều là người gia đình nhà Seed. Người thứ nhất là John Seed, em út và là một luật sư. Nhờ sự thông minh, hắn được xem là đại diện pháp lý của giáo phái, kiêm vai trò tuyển quân, ép buộc người dân phải theo đạo của PAG. Khu vực hắn thủ lĩnh là Holland Valley. Người thứ hai là Faith Seed. Đây chỉ là cái danh do Joseph đặt vì cô ta là em gái nuôi. Tên thật là Rachel Jessop. Cô đóng vai trò ban phát niềm tin, giữ cho giáo phái luôn trong trạng thái hưng phấn. Khu vực cô kiểm soát là Hanben River. Người thứ ba là Jacob Seed, anh cả nhà Seed, một cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ. Hắn chịu trách nhiệm duy trì sự an toàn cho gia đình và huấn luyện những người lính mới. Khu vực hắn thủ lĩnh là Whitetail Mountain. Từ đây, Rook bắt đầu chinh phạt từng vùng đất, giải cứu từng đồng minh
và xây dựng lực lượng kháng chiến nhằm lật đổ Joseph. Và mục tiêu đầu tiên chính là em trai của hắn, John Seed. Vừa bước vào địa phận Holland Valley, Rook nhận được thông báo John Seed đang trên TV, hắn đang thuyết phục người dân gia nhập PAG. Trong đoạn phim còn có sự xuất hiện của phó cảnh sát trưởng Joey Hudson với nhiều vết thâm tím trên người. Để giải cứu cô, Rook cần bắt đầu cuộc chiến bằng cách giải phóng các thị trấn, đánh đuổi quân PAG ra khỏi đây. Tại thị trấn Fall the End, Rook giải phóng được một nhóm người. Trong số đó có Pastor Jerome, ông là cha xứ và cũng là người lãnh đạo lực lượng nổi dậy tại đây. Ngoài ra, còn có nữ chủ quán rượu Mary, một người kiên định đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng. Sau khi giúp người của Fall the End một số việc, Rook bắt đầu bị John Seed chú ý và cuối cùng bị đội đặc nhiệm của hắn bắt sống. Tỉnh dậy, Rook nhận ra mình đang bị dìm xuống nước, còn John Seed thì đang làm dấu rửa tội cho người dân để họ gia nhập PAG. Đến lượt Rook, hắn cho rằng người này chưa trong sạch và lập tức dìm Rook xuống lần nữa. Sau khi kéo lên, hắn ta vẫn tỏ ra không hài lòng và khi chuẩn bị dìm tiếp thì Joseph bỗng xuất hiện từ phía sau. Hắn chỉ trích em trai mình đang thực hiện sai ý nghĩa của việc thanh tẩy và đề nghị cho Rook một cơ hội để hồi tâm chuyển ý. Chúng tông Rook lên xe để trở về phòng giam, nhưng trên đường đi, chiếc xe bất ngờ gặp tai nạn. Thì ra, nhóm người của cha xứ đã mai phục từ trước và giải cứu Rook cùng những tù binh khác. Họ cùng nhau đánh tan đội quân cứu viện của PAG, mở đường máu chạy thoát, cho đến khi một chiếc trực thăng tới đón họ đến nơi an toàn. Thừa thắng xông lên, Rook cùng lực lượng của mình tiếp tục thực hiện nhiều phi vụ phá hoại, khiến quân PAG tổn thất nặng nề. Rook cũng gặp gỡ rất nhiều nhân vật quan trọng có kỹ năng chiến đấu tốt, bao gồm Gray Armstrong, một nữ chiến binh kỳ cựu, Nick Dry, một phi công làm dịch vụ lái máy bay tại địa phương. Họ cùng nhau quậy tanh bành Holland Valley, khiến John Seed rất tức giận. Hắn đành phái một đội đặc nhiệm đi bắt sống Rook một lần nữa. Lần này, Rook bị trói vào ghế trong một căn phòng kín và đối diện là Joey Hudson. John Seed bắt đầu lên tuyên về tuổi thơ hay bị cha mẹ đánh đập và cách hắn trở nên xảo quyệt ra sao. Hắn quan niệm rằng con người phải trải qua đau đớn mới chứng tỏ được lòng thành tâm sám hối. Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ, hắn hỏi xem ai muốn được cứu đỡ trước, nhưng không ai nói gì, khiến hắn quyết định chọn Rook trước. Lợi dụng lúc John đang đưa Joey về phòng giam, Rook tìm cách cởi trói thành công. Sau đó, lần lượt hạ gục đám lính gác và đi tìm Joey. Tuy vậy, phòng giam Joey đã bị John khóa kín, Rook đành phải thoát thân một mình. Sau khi trở về, Rook tiếp tục cùng lực lượng gây thêm nhiều tổn thất cho quân PAG, quyết tâm dồn John vào chân tường, khiến hắn tức điên lên. John quyết định không khoan nhượng nữa. Hắn đưa lực lượng mạnh nhất của mình đánh úp Fall the End, bắt giữ tất cả thành viên chủ chốt, buộc Rook phải tự nộp mình đến nhà thờ. Vừa bước vào trong, Rook đã bị đánh gục. Khi tỉnh dậy, Rook thấy mình bị John xăm chữ Grad lên ngực. Hắn buộc tất cả mọi người, gồm cha xứ, Mary và Nick, phải thực hiện nghi thức rửa tội. Nick chống đối dữ dội và bị hắn đè xuống sàn, dùng dao lóc mảnh da có xăm chữ Grad rồi đóng lên tường. John sau đó chuyển sang bắt Rook rửa tội. Rook giả vờ đồng ý vì biết đây là quyển kinh thánh giả và bên trong có giấu một khẩu súng lục. Rook nhanh tay rút súng bắn nhưng bị thủ hạ của hắn gạt tay, khiến John chỉ bị thương nhẹ. Hắn được đàn em hộ tống ra xe chạy trốn. Phe của Rook tập hợp lại tổ chức truy đuổi sát nút. Khi đuổi đến căn cứ, John lập tức trèo lên máy bay nhằm thoát thân, nhưng Rook cũng kịp trèo lên chiếc máy bay khác bám đuổi hắn đến cùng. Cuối cùng, máy bay của John bị Rook bắn cháy. Hắn kịp nhảy dù tiếp đất an toàn, nhưng cũng đã bị thương rất nặng. Trong cơn hấp hối, hắn vẫn cố nói rằng những gì anh trai Joseph của hắn đang làm là đúng đắn. Từ chìa khóa trên người John, Rook phóng thẳng đến căn hầm, nơi mà trước đây mình từng bị giam giữ để giải cứu Joey. Khi tìm được cô, Rook suýt bị giết chết vì cô nàng này đã hóa điên. Cũng may, Joey kịp tỉnh lại và sau đó cùng Rook quét sạch đám PAG và cho nổ tan tành mọi thứ. Kể từ nay, Holland Valley chính thức được giải phóng. Tất cả mọi người cùng nhau trở về Fall the End để ăn mừng chiến thắng. Hành trình của Rook tại Holland Valley kết thúc. Mục tiêu tiếp theo là Fesit tại Heaven River. Cô ta là kẻ khó đối phó. Những ai ở gần cô ta đều trở nên mù mị. Thực chất, cô ta đã sử dụng ma túy Blitz có thành phần chính là hoa mặt trăng, khiến những ai tiếp xúc đều bị ảo giác cực mạnh. Tại vùng đất này, Rook sẽ thường xuyên bắt gặp những kẻ có tên là Angel, ví dụ điển hình cho những nạn nhân đã sử dụng Blitz quá liều. Họ đã mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ, ngoại trừ việc vô thức tuân theo mệnh lệnh của Fate Seed. Vừa đặt chân đến Heaven River, Rook gặp lại cảnh sát trưởng Whitehall tại nhà tù Hope Country.
Ông rất ngạc nhiên vì Rook vẫn còn sống. Nhưng đúng lúc này, nhà tù bị đám quân lính PSG tiến đánh. Họ cùng nhau bảo vệ nhà tù khỏi từng đợt tấn công. Sau khi dọn sạch chúng, Quay Hâu giới thiệu Rook với Virgil Minkler, thị trưởng hiện tại của Hope Country, và Tracy Ladder, một thành viên chủ chốt của lực lượng. Họ cho biết vốn dĩ người tại nhà tù chỉ là một đội bóng chày, sau đó được huấn luyện để nổi dậy chống lại Pepsid. Bí danh của đội được đặt tên là The Cowgirl. Trong lúc đang làm nhiệm vụ, Rook bị Pepsid bắt. Cô ta lải nhải về việc bản thân bị nghiện ma túy và từng có ý định tự tử. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Joseph xuất hiện. Mặc dù cô bị hắn bắt và đánh thuốc mê năm 17 tuổi, cô vẫn tuyệt đối trung thành với hắn kể từ đó. Rook gặp lại Buck, anh ta đã bị mất đi lý trí và chịu sự điều khiển của Pepsid. Cả hai bị cô ta dụ nhảy xuống từ đỉnh tượng của cha. Thật may là Rook vẫn còn sống. Nằm bên cạnh là rất nhiều nạn nhân của ma túy. Đáp trả là hành động của Pepsid. Rook phá hủy tanh bành bức tượng lớn của Joseph. Sau đó, leo lên đỉnh của tượng, đốt cháy quyển sách tuyên truyền của hắn. Sự việc này khiến Pepsid rất sợ Joseph trách tội. Cô ta liền bắt Rook và dẫn đến cái nơi mà Joseph đang thuyết pháp. Tại đây, Joseph rao giảng về những tệ nạn của thế giới. Nhân loại thì suy tàn và đang bên bờ diệt vong. Nhưng người ta chỉ biết chối bỏ sự thật. Vậy nên, hắn sẽ tẩy sạch thế giới này bằng hạt nhân, như cái cách mà Thanos đã búng tay. Rook sau đó trở nên điên loạn, nhưng may mắn được nhóm The Cargo cứu. Trong cơn mê sảng, Rook thấy mình bị Whitehall và Tracy ghi chặt để tiêm thuốc ức chế ma túy. Một lúc sau, ông Visual cho biết nhóm cứu Buck đã bị mất tích, khiến Whitehall rất lo lắng. Rook thì được tích cực điều trị trên giường bệnh. Sau khi hồi phục sức khỏe, ông Visual giao nhiệm vụ cho Rook đi giải cứu bác sĩ Charlie Lindsay tại công viên địa nhiệt Mastodon. Tại đây, Rook giúp bác sĩ lấy túi đồ dưới đáy ao và chống đỡ từng đợt tấn công của quân PAG. Sau khi giải phóng tiền đồn, Rook tiếp tục giúp bác sĩ đi săn động vật, tìm kiếm những thành phần quan trọng để tạo ra mồi nhử, thu hút các anh rồ. Biết chuyện, Pepsid rất khó chịu. Cô ta liền bắt Rook một lần nữa. Lần này, Pep ra sức thuyết phục Rook hãy hồi tâm chuyển ý mà gia nhập PAG. Buck thì đã bị cô ta nắm giữ hoàn toàn tâm trí. Anh ta cho rằng nơi này luôn giúp anh ta có được hạnh phúc. Sau một hồi nghe anh ta làm nhảm về những điều viển vông ấy, một lần nữa, Rook được nhóm The Cougar cứu. Buck cũng được cứu, nhưng anh ta chống cự rất dữ dội. Buck Whitehall phải rút súng. Nhưng Buck bỗng nhiên bình tĩnh trở lại và nói rằng anh ta không còn bị ảnh hưởng bởi ma túy Blitz nữa. Nhóm The Cougar bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Tracy không muốn tin tưởng Buck, còn Whitehall khá bối rối. Sau khi hồi phục tâm trí, Rook tiếp tục chọc tức Pepsid bằng cách phá hủy một cơ sở sản xuất ma túy Blitz. Bị tổn thất quá nặng nề, Pepsid bùng nổ thật sự. Cô ta cho rằng Rook là cái đồ không biết lắng nghe, hành động một cách ích kỷ. Cô quyết tâm dạy cho Rook một bài học. Hình ảnh Buck và Visor đang ngồi chơi cờ hiện lên. Thì ra, Buck chỉ giả vờ mình không còn bị ảnh hưởng bởi ma túy. Nhưng thực chất, anh ta đóng vai trò thâm nhập vào The Cougar. Rook phải chứng kiến cảnh Buck rút súng bắn chết Visor. Đau lòng hơn, để ngăn The Cougar không bắt anh ta làm tù nhân, Buck đã tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng trước khi làm điều đó, Buck đã kịp mở toàn bộ cổng của nhà tù, giúp cho đám quân PAG dễ dàng tổng tấn công. Ngay khi được buông thả tâm trí, Rook lập tức quay trở lại nhà tù Hope Country. Sau khi thâm nhập vào trong và dọn sạch quân PAG, Rook giải cứu Tracy. Cô ta rất đau khổ trước cái chết của Visor và cầu xin Rook bằng mọi giá phải kết thúc cuộc đời của Pepsid. Rook chạy đi và nhanh chóng tìm thấy cảnh sát trưởng Whitehall, nhưng ông đã bị ảnh hưởng bởi ma túy Blitz và đang hát bài Amazing Grace. Pep nói rằng Whitehall sắp sửa tìm thấy sự cứu rỗi. Nghe vậy, Rook vội vã cứu ông, nhưng Pep đe dọa đừng can thiệp vào việc tẩy não của cô ta. Để giải cứu đồng minh, Rook quyết tâm phải tiêu diệt Pep và có trận chiến cuối cùng với cô ta. Mặc dù đã rất yếu, nhưng Pep vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Cô buồn bã lội dưới sông, tâm sự những điều cuối cùng của chính thức ra đi. Pepsid chết, Rook lập tức đến Pet the Bunker giải cứu Whitehall, nhưng dưới tác động của ma túy, nhìn ông không còn chức sức sống, thậm chí còn có ý định treo cổ tự tử. Rook liền nhanh chóng dừng việc sản xuất Blitz bằng cách đóng tất cả các van, sau đó cho nổ tung toàn bộ nhà máy, chính thức tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Pepsid. Sáng hôm sau, Rook cùng Whitehall quay trở về nhà tù Hope County. Cả ông và Tracy đều rất tự hào về Rook và họ tin rằng lực lượng kháng chiến sẽ lật đổ được Joseph. Nhà tù sẽ tiếp tục hoạt động như một nơi trú ẩn an toàn cho người dân.
hai kẻ dưới trướng Joseph đã bị tiêu diệt. Mục tiêu cuối cùng của Rogue chính là anh cả nhà Sid, Jacob, thủ lĩnh của khu vực Whitetail Mountain. Phó cảnh sát trưởng Stacy Pratt đã bị hắn bắt làm tù nhân. Vừa đặt chân đến vùng đất này, Rook đã tiến hành giải phóng sừng gỗ Baron. Cũng tại đây, Rook thả tự do một đồng minh có tên là Jess Black. Kể từ đó, cả hai cùng nhau đi giải cứu các con tin và tiêu diệt những kẻ mất trí. Biết chuyện, Jacob cho người đánh thuốc mê và bắt sống Rook. Rook tỉnh dậy trong một căn phòng thiếu ánh sáng. Trên tường đang chiếu cảnh xác động vật. Trước mặt là hai thành viên bị trói khác của lực lượng kháng chiến. Cả ba bị buộc phải xem và nghe Jacob độc thoại. Hắn ta cho rằng thế giới đang trở nên yếu đuối và quên mất ý nghĩa của sự mạnh mẽ. Vậy nên, hắn đã triệu tập và huấn luyện quân cho giáo phái bằng cách thôn miên họ bằng bài hát Only You. Trong thế giới thôn miên ấy, họ buộc phải giết lẫn nhau. Rook cũng phải hạ chính những người đồng minh của mình để trở thành kẻ sống sót cuối cùng. May mắn cho Rook, tại vùng đất này có một nhóm kháng chiến có tên là dân quân Whitetail, do Ellie Palmer thủ lĩnh. Trong lúc ông cùng người của mình đột kích khách sạn Grandview, một trong những cơ sở tẩy não của Jacob, họ đã vô tình giải cứu Rook và đưa về căn cứ của mình. Nhưng ở đây, không phải ai có thiện cảm với Rook, đặc biệt là trung úy Tammy Ban. Bà cho rằng không được tin tưởng bất kỳ ai đã từng bị Jacob thao túng. Bất chấp sự phản đối ấy, Ellie vẫn tin tưởng Rook là một tài sản quý giá. Sau khi tỉnh dậy, Rook nhận nhiệm vụ của Ellie đi giải cứu các con tin tại trung tâm hỗ trợ du khách. Sau đó là giải phóng đường hầm Hắc Ai, nơi mà quân PEG sơ tử các thành viên của quân kháng chiến. Ngoài ra, Ellie cũng nhờ Rook đi cứu Brick, một đồng minh bị Jacob bắt giữ và tẩy não. Những hành động ấy khiến Rook lại rơi vào tay Jacob một lần nữa. Lần này, Rook tỉnh dậy trong một căn phòng giam được đặt bên ngoài bệnh viện cựu chiến binh. Joseph đích thân xuất hiện tâm sự về gia đình mình. Hắn và vợ có nhau một đứa con gái. Một ngày, gia đình hắn gặp tai nạn, vợ mất tại chỗ. Cô con gái thì may mắn sống sót. Còn hắn thì tin rằng vụ tai nạn là dấu hiệu mà Chúa muốn cảnh báo về ngày tận thế. Hắn cũng tự nhận mình đã tự tay rút ống thở của cô con gái vì cho rằng nó thật yếu đuối. Trước khi rời đi, hắn khen ngợi Jacob đã làm rất tốt. Jacob thì không nói gì. Hắn chỉ giúp hột nhạc ra, phát bài Only You. Rook một lần nữa bị rơi vào thôn miên và trở thành kẻ sống sót cuối cùng. Tỉnh dậy sau cuộc chiến, Rook kết bạn với anh chàng Hớp. Họ cùng nhau quậy tay bành Hope County bằng những vũ khí hạng nặng. Sau đó, Rook trở về căn cứ của quân dân Whitetail, tìm cách lấy cảm tình từ trung úy Tammy. Sau khi giúp bà làm một số việc, Rook số đen lại bị Jacob bắt sống. Lần này, Rook bất tỉnh nhiều ngày trong phòng giam. Đến ngày thứ bảy, Rook mới tỉnh lại. Jacob bắt đầu kể về những trải nghiệm cuộc đời của hắn. Trong một cuộc xung đột, tiểu đoàn của hắn bị phục kích. Hắn và người chỉ huy Miller bị tách khỏi đơn vị, không thức ăn, không nước uống, không radio và cách căn cứ gần nhất những 200 cây. Cuối cùng, Jacob ngụ ý rằng hắn đã giết Miller và ăn thịt anh ta để sinh tồn. Một lần nữa, hắn lôi hộp nhạc ra, Rook lại rơi vào trò chơi giết chóc của hắn, hết lần này đến lần khác. Đến đêm tối, Pratt liều lĩnh ăn trộm chìa khóa và giải thoát Rook khỏi phòng giam. Họ định cùng nhau chạy trốn, nhưng quân PEG đã phát hiện sự việc và phát còi báo động. Những giai điệu kiểm soát tâm trí của Jacob bắt đầu cất lên, khiến cả hai bị đau đầu. Không còn cách nào khác, Pratt đành để Rook thoát thân một mình, bằng cách đẩy Rook xuống một chiếc xe tải sắp rời đi. Trở về từ tử thần, Rook tiếp tục nhận các nhiệm vụ của trung úy Tammy, đặc biệt là nhiệm vụ phá hủy đường dây liên lạc của Jacob, khiến hắn gặp nhiều rắc rối. Jacob quyết tâm phải dạy cho Rook một bài học tàn nhẫn. Hắn bắt sống Rook, và trong cơn thôn miên lần này, Rook đã vô tình giết chết thủ lĩnh Ellie. Trở về thực tại, Rook bàng hoàng nhìn Ellie ngã xuống. Whitty, thành viên của dân quân, định rút súng bắn Rook vì quá thất vọng. Nhưng trung úy Tammy đã đứng về phía Rook và cho rằng hành động giết Ellie là do Jacob kiểm soát. Tammy tuyên bố Rook cần phải chịu trách nhiệm trước cái chết của Ellie. Bắt Rook bằng mọi giá phải tiêu diệt Jacob. Nếu không, ba sẽ giết Rook để trả thù. Rook vội vã rời khỏi căn cứ truy tìm Jacob. Lúc này, vùng đất đang ngập tràn bài hát Only You. Rook phải phá hủy toàn bộ loa phát thanh để có thể thoát khỏi cơn mê. Còn Jacob, hắn đứng trên một đỉnh núi cao và liên tục ngắm bắn Rook. Ngay khi thức tỉnh, Rook nhanh chóng vượt mọi vật cản, đến được vị trí của Jacob và hạ gục hắn. Sau khi bị bắn, hắn đi khập khiễng về phía tảng đá và ngồi xuống, tâm sự vài điều về chiến tranh trước khi chút hơi thở cuối cùng. Từ chìa khóa trên cổ Jacob, Rook lập tức đến bong ke của hắn, nơi mà Pratt đang bị giam giữ. Khi tìm được Pratt, anh ta đã bị chấn thương nặng vì bị chúng tra tấn. Pratt cầm một khẩu súng và nói rằng sự tra tấn ấy khiến anh cảm thấy mạnh mẽ hơn. Anh điên cuồng bắn phá mọi thứ và cùng Rook hủy diệt bong ke, chính thức tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Jacob.
Sau khi kết thúc mọi thứ, họ cùng nhau tổ chức đám tang cho thủ lĩnh Ellie. Temi trấn an rằng đó không phải lỗi của Rook, và họ cùng nhau ăn mừng chiến thắng. Cả ba thế lực dưới trướng Joseph đều bị tiêu diệt. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để lật đổ hắn. Và hiện giờ hắn đang ẩn náu tại nhà thờ. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng chút nào. Joseph đã nhanh chóng kiểm soát tâm trí của toàn bộ thành viên lực lượng kháng chiến bằng ma túy Blitz. Hiện giờ, Redux chỉ còn lại Zoe, Pratt và White Hole còn tỉnh táo. Nhưng họ cũng đã bị bắt giữ. Joseph cho Rook thêm một cơ hội cuối cùng. Lúc này, Rook rơi vào tình thế khó xử khi đứng trước hai lựa chọn. Một là tiếp tục chống đối hắn. Hai là dẫn toàn bộ nhóm cảnh sát rời khỏi Hope County mãi mãi. Nếu như Rook lựa chọn bỏ đi, Joseph lập tức trao trả tự do cho nhóm cảnh sát. Zoe tỏ vẻ tức giận vì họ không muốn bỏ mặc người dân nơi đây. Con cảnh sát trưởng White Hole đồng tình với Rook và dẫn mọi người lên xe rời đi. Trong chuyến xe, ông mới tiết lộ kế hoạch sau khi rời Hope County sẽ cầu cứu lực lượng vệ binh quốc gia. Họ sẽ còn quay trở lại nơi này. Nhưng thật không ngờ, White Hole lại bật radio và nó đang phát bài Only You. Ông quay sang nhìn Rook hỏi, chuyện gì vậy? Rồi màn hình vụt tắt. Dù game không tiết lộ cảnh sau đó, nhưng mình có thể khẳng định rằng Rook đã bị thôn miên và sẽ ra tay giết hại toàn bộ nhóm cảnh sát. Kết 2, nếu như Rook lựa chọn tiếp tục chống đối Joseph, Rook sẽ phải lần lượt hạ từng đồng minh để cứu họ khỏi cơn mê sáng. Và tất cả lực lượng kháng chiến cùng nhau phó trận chiến cuối cùng với Joseph. Sau tất cả, hắn cũng chịu khuất phục và bò lên trên mặt đất. Hắn để cho nhóm cảnh sát còng tay hắn dẫn đi. Tuy nhiên, ở phía bên kia hồ bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ hạt nhân. Buộc cả nhóm phải rút lui ngay lập tức tới hầm trú ẩn. Trong lúc không chú ý, chiếc xe của họ đã gặp nạn, nửa tỉnh nửa mê. Lúc thấy toàn bộ nhóm cảnh sát đã chết, còn bản thân bị Joseph kéo vào hầm trú ẩn. Khi hoàn toàn tỉnh táo, Rook thấy mình bị trói vào giường. Bên cạnh là Dust đã bất tỉnh. Joseph nói rằng lời tiên tri của anh ta đã thành sự thật, thế giới sẽ kết thúc bằng chiến tranh hạt nhân. Đáng ra hắn phải giết Rook vì đã cản trở kế hoạch, nhưng hắn quyết định biến Rook thành đứa con mới của mình. Sau khi đợi mặt đất ổn định, hắn sẽ bước ra ngoài xây dựng lại nền văn minh mới cho Project Eden The Gate. Và đó là toàn bộ cốt truyện của Far Cry 5. Trước khi kết thúc video, mình sẽ giải thích thêm một chút. Đầu tiên, mình sẽ nói về gia đình Jansit. Nếu chỉ chơi game, bạn sẽ nghĩ rằng họ thật điên rồ. Nhưng nếu thật sự lắng nghe họ nói, thì họ đều là những nạn nhân của bạo lực gia đình và xã hội. Kiểu như, kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Jansit đã bị lạm dụng không thương tiếc, còn Jacob thì buộc phải ăn thịt đồng loại. Còn Joseph, nếu không có tai nạn xe hơi, thì có thể hắn sẽ là một người cha rất hạnh phúc. Nếu người chơi luôn chống đối với phe PAG, nó chỉ là một đòn bẩy khiến họ trở nên tàn nhẫn và vô tâm hơn. Cho dù có bỏ đi ở phút cuối, thì có lẽ đã quá muộn. Rook đã gây ra quá nhiều bạo lực, và cậu cũng bị tẩy não một phần rồi. Có lẽ vì thế mà nhà sản xuất đã cài cắm thêm một strict ending. Đó là khi nhóm cảnh sát lần đầu bắt giữ Joseph. Thay vì còng tay hắn, hãy kiên nhẫn đợi chờ một chút. Sau vài phút, cảnh sát trưởng White Hole sẽ từ bỏ nhiệm vụ để tránh mọi xung đột. Joseph sẽ để cả nhóm rời đi một cách an toàn. Người dân ở Hope County có thể sống thêm một chút thời gian, và khi chết cũng sẽ có một thông điệp rõ ràng hơn. Đó là lời tiên tri The Collapse. Chúa sẽ thanh trừng trái đất và trao cơ hội cuối cùng cho số ít những người được chọn. Nhiều bạn sẽ thắc mắc quân PEG đã chuẩn bị kế hoạch thế nào cho ngày tận thế. Thì khắp Hope County có rất nhiều hầm tên lửa cũ. Chúng từng là tài sản của chính phủ, nhưng giờ đã bị bỏ hoang. Quân PEG đã gia cố lại chúng thành hầm tránh bom. Mọi căn hầm đều được tích trữ lương thực. Ngay tận thế sẽ đóng cửa ở ẩn, chờ phóng dạ tan đi, sẽ quay ra tái lập thế giới. Joseph cũng đã đúng khi chọn Hope County vì nơi này khá hẻo lánh, biệt lập với các quốc gia đang xung đột ngoài kia. Vậy là các cậu có tò mò thế giới sẽ ra sao sau thảm họa hạt nhân không? Nhà sản xuất đã phát hành Far Cry New Dawn. Lấy bối cảnh 17 năm sau các sự kiện sau bản chính, game đã tiết lộ Triều Tiên chính là quốc gia đầu tiên phát động cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Vụ nổ hạt nhân ở cuối bản chính là nhắm vào căn cứ không quân Maelstrom ở Montana. Và mình không muốn spoil thêm nữa. Nếu các bạn thích video này, hãy để lại một like cũng như một subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Và biết đâu, mình sẽ lại làm thêm một phần tiếp theo còn đang dang dở. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.